Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng Chủ nhật thì chúng ta vẫn có chương trình vô đề, tức là đề tài được mở rộng hơn. Chúng ta có thể thảo luận những đề tài khác ngoài tin thời sự từ thứ hai tới thứ sáu. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái đề tài hay hơn để chúng ta cùng chào thảo luận. Và trước khi đi vào các đề tài thì Phong vẫn nhắc lại buổi hội ngộ ngày 30 Tây tháng 7 ở tại Nam California, quận Cam với Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy và Mã Tiểu Linh. Quý vị nào muốn ghi danh thì với cái email ngay trên màn hình của quý vị là trannhatphongdaodien@yahoo.com. Khi ghi danh thì quý vị vui lòng nhớ ghi cái tên của quý vị, số điện thoại và bao nhiêu người tham dự. Bởi vì cái hội trường chúng tôi mướn chỉ có khoảng 500 người mà thôi. Do đó thì quý vị nào muốn tham dự thì ghi danh sớm. Đây là buổi hội ngộ tại vì dành cho tất cả những khán giả ở khắp nơi. Mỗi năm họ về thì cứ liên lạc riêng với Vui và Phong gặp riêng, thì lần này chúng ta gặp chung để có cái cuộc hội ngộ với nhau. Đó là cái thông báo của Phong. Và bên cạnh đó thì cũng cảm ơn Teletron là công ty đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel, một tạp chí quốc phòng đầu tiên của người Việt ở hải ngoại. Và tháng này thì nó ra hơi trễ một chút xíu và quý vị thông cảm cho, bởi vì có quá nhiều tin, tôi chờ cho tới cái giờ chót để tôi làm tin cho đó. Có những cái tin khá quan trọng, tôi chờ cho tới ngày hôm nay tôi mới làm tin tiếp. Do đó thì tạp chí quốc phòng của số tháng 6 sẽ hơi trễ một vài ngày, mong quý vị thông cảm cho. Và cũng cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho cái tạp chí quốc phòng. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron là 877-892-6999, 877-892-6999, hoặc là vào trong trang web của Teletron là teletronusa.com để biết được những cái sản phẩm công ty Teletron cung cấp cho quý vị ở trên các tiểu bang khắp nước Mỹ. Đó là cái thông báo của Phong và cảm ơn công ty Teletron rất nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment của quý vị để biết coi ngày hôm nay chúng ta có những cái gì đặc biệt nha quý vị. Ok. Đừng hỏi tôi về Trương Quốc Huy nữa, hôm qua tôi đã tới nhà Trương Quốc Huy phỏng vấn rồi. Do đó quý vị yên tâm đừng hỏi thêm nữa nha. Rồi Happy On Father Day. Yeah, Happy Father Day tới tất cả mọi người. Rồi wow, chương trình thấy anh Huy mừng quá anh Phong rồi. Đừng nhắc nữa, tôi đã cho quý vị thấy rồi. Tôi không nói nhưng mà tôi tới tận nhà của Trương Quốc Huy. Thì hôm qua tới thì cũng mất khách nửa tiếng, là bởi vì Huy phải thâu tin và làm tin cho quý vị vào buổi tối nha. Rồi, nguyên nhân cuộc chiến ở Syria, sao có Hoa Kỳ và Trung Quốc tham gia? Trung Quốc không có tham gia, chỉ có Hoa Kỳ và Nga. Bởi vì lúc đó là ông Bashar al-Assad đã dùng cái vũ lực để mà đàn áp người dân Syria và dẫn tới tình trạng mà Hoa Kỳ đã phản ứng. Và cuối cùng thì các quốc gia Ả Rập đã có thái độ và họ đã cấm vận và phong tỏa Syria cho tới sau. Và Nga thì đã đứng về phía ông này. Trung Quốc chưa có đứng về phía Syria. Lực lượng có mặt ở tại Syria là có Hoa Kỳ đứng chung với lại nhóm người Kurd chống lại nhóm Hồi giáo ISIS và lực lượng của ông Bashar al-Assad. Ngược lại, lực lượng của ông ta được hậu thuẫn của Iran và của Nga. Rồi sau này thì mới đây thôi, thì bây giờ các quốc gia mới bắt đầu tái lập lại ban giao với lại Syria. Đó là cái nguyên nhân, và do ông Bashar al-Assad, ông ta đàn áp rất dã man đối với lại những người mà không có cùng tôn giáo và chủng tộc với ông ta nha. Ok. Rồi tiếp tục. Theo cá nhân của chú Phong đánh giá nhân vật Trương Vĩnh Ký như thế nào? Con thấy nhân vật này bữa nay được vinh danh về học vấn và vừa bị phê phán vì theo Pháp. Phê phán là chuyện của Cộng sản. Ông Trương Vĩnh Ký hay còn gọi là Petrushki là một nhà khoa học, là một bậc đại trí thức trong thời đó. Có thể nói là ông đóng góp rất nhiều cho cái văn hóa, cho cái kho kiến thức của người Việt Nam. Trương Vĩnh Ký là một tài tử lớn, ông xứng đáng nhận được cái này. Còn phê phán đó là tại sao? Là bởi vì Cộng sản nó đi theo, Cộng sản nó, những ai mà không đi theo chủ nghĩa Cộng sản đều bị nó gán nhãn cho là đi theo Pháp, theo này theo kia. Nhưng quý vị, ở cái giai đoạn mà thời điểm đó thì quý vị, tất cả những nhà trí thức họ phải làm sao họ biết được cái nền độc lập dân tộc là quý, nhưng mà nền độc lập nó phải đính kèm theo với cái dân trí. Do đó ông Trương Vĩnh Ký, ông đã đi con đường là làm sao để mà khai mở ra cho dân trí.
và do đó cộng sản không thích, tại vì cộng sản sử dụng những người dân trí thấp để làm cái công cụ cho họ nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái. Ok, cái gì đây? Trung Quốc chơi trò dây bẩn chặn thượng nguồn sông Mekong gây lũ lụt hạn hán, mất kiểm soát, Liên Hợp Quốc vẫn chưa lên án về anh Phong. Thứ nhất là cái đó nó có, họ có lên tiếng và lưu ý nhưng mà họ không lên án. Thứ hai là ở lãnh thổ quốc gia nào họ có quyền ở trên lãnh thổ của họ. Dòng mà chảy của sông Mekong là chạy từ ở thượng nguồn Tây Tạng xuống tới tận nơi cuối cùng là Việt Nam. Thì ở lãnh thổ quốc gia nào họ có quyền sử dụng cái dòng sông hay cái tài sản của họ, không ai nói được hết. Không ai nói được hết. Và bây giờ thì chỉ có kêu gọi họ là hợp tác để mà tránh cái tác hại từ hạ nguồn, từ thượng nguồn xuống hạ nguồn. Thì quý vị, Liên Hợp Quốc chả làm được gì trong việc này hết. Lúc trước thì cái quỹ hội sông Mekong họ cũng đã nhiều lần lên tiếng rồi, thì Trung Quốc có nhượng bộ, nhưng mà bây giờ Trung Quốc sử dụng cái dòng sông Mekong đó, tại vì họ ở thượng nguồn, họ làm bao nhiêu cái đập thủy điện trên đó, thì họ kiểm soát cái nguồn nước. Thứ hai là có một cái tổ chức là gọi là Green River, tức là tổ chức này là một tổ chức về môi trường ở tại Á Châu. Họ cũng đã nhiều lần đã nói chuyện và kêu gọi Trung Quốc hợp tác, nhưng mà Trung Quốc sử dụng cái đó là một thứ vũ khí thì chịu thôi. Chúng ta, tại vì nó nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc, chừng nào nó nằm ngoài lãnh thổ của Trung Quốc thì quý vị còn, Liên Hiệp Quốc còn lên tiếng được. Bây giờ nó nằm ngay trong lãnh thổ của Trung Quốc thì làm chúng ta lên tiếng bằng cách nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. Nhiều tỷ phú ở Mỹ họ theo đảng Dân Chủ đúng không ạ? Thật sự các tỷ phú thì ngoại trừ George Soros ra, thì những tỷ phú về kỹ thuật thì hầu hết họ có tin, họ có cái khuynh hướng cấp tiến, cho nên là họ chạy theo phía đảng Dân Chủ nhiều. Nhưng mà tỷ phú ở Mỹ này thì nhiều ngành lắm, chứ không phải chỉ có một ngành. Những ngành khác họ vẫn ủng hộ cho cái giá trị gia đình nha. Rồi tiếp tục. Nền kinh tế Việt Nam sụp bạ chè như thế này thì anh Phong nghĩ sao, 3 thập niên nữa có ngóc đầu không? Không ngóc đầu nổi luôn. Bế tắc hoàn toàn, trừ khi là cải tổ chính trị. Mặc dù tôi nói tôi có tiên đoán là 1 tới 3 thập niên, nhưng mà nó vẫn sẽ lình xình cho tới khi có sự cải tổ chính trị thì mới có cửa thoát về kinh tế. Tại vì bây giờ Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu. Ngày xưa lúc đó, Bill Clinton thúc đẩy toàn cầu hóa tập trung vào Trung Quốc, thì Trung Quốc là đối tác của Hoa Kỳ. Lúc đó thì các quốc gia có thể chọn đi cả hai bên, làm ăn hai bên cũng được. Nhưng bây giờ Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp sửa trở thành kẻ thù và đang là đối thủ đối đầu. Do đó các quốc gia Á Châu là phải chọn một phía. Thì quý vị, cái quy tắc lần này của nước Mỹ là chỉ chia sẻ sự thịnh vượng với những quốc gia có chung giá trị với mình. Do đó Cộng sản Việt Nam có chung giá trị với Cộng sản Trung Quốc, không có chung giá trị với Hoa Kỳ. Họ sẽ bị giới hạn rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế. Đó là thực tế. Do đó phải cải tổ hoặc là thay đổi chính trị ở Việt Nam thì mới có cửa thoát nha. Wow, lướt qua một số, một cái số cái đọc rồi nha. Ok. Người Tây phỏng vấn nhiều người dân Hà Nội và có hỏi ai là người đặt tên viết nước Việt Nam, đa số đều không biết. Tại vì Cộng sản có dạy đâu biết. Cộng sản chỉ dạy sử của Cộng sản thôi, cho nên họ chỉ biết những cái gì nguồn gốc của Cộng sản thôi. Cộng sản đâu có dạy về lịch sử Việt Nam đâu. Ngay cả cái tên nước Việt Nam quý vị tìm đỏ con mắt trong cuốn sử do Cộng sản in, có bao giờ mà họ nhắc tới cái chữ Việt Nam ai đặt đâu. Những cuốn sử cũ ở miền Nam họ nhắc rất rõ ràng. Còn sử của Cộng sản nó viết về Cộng sản không à, cho nên là dân Hà Nội làm sao biết nha. Rồi. Thực tế ảo chú thấy có khó chịu không? Theo con phải dùng chữ giả lập chứ thực tế ảo con thấy không hiểu nổi nó là cái gì. Thì cái chữ đó là chữ ghép, mà ghép một cách rất là tôi nói là nó không có được tròn trịa. Chữ thực tế và chữ ảo là hai cái khác nhau. Chữ thực tế là cái gì đó có thật ở ngoài, còn chữ ảo là nó là một cái gì đó không thật. Bây giờ ghép hai chữ này lại thì người ta thấy nó không có đúng. Thì cái đó là cái cách mà ghép chữ một cách gọi là thiếu trình độ của đám trong nước thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Hồi đó Do Thái năm 1967 đánh bại 6 nước Ả Rập. Em muốn xem lại tin này và bộ đầu kiếm vào trong cái lịch sử của cái gọi là history.government. Tôi nhắc lại là history.government.
Government, tức là .gov đó. Thì trong đó họ sẽ có rất nhiều những cái tài liệu cho quý vị theo dõi, đặc biệt là những cái lịch sử của thế giới và các cuộc chiến trên thế giới. Trong đó có cuộc chiến năm 1967. Thì nó có đầy đủ trong đó nha. Việc chống đối Cộng sản ở Đắk Lắk là viên đá đầu tiên phải không anh? Tôi cũng không biết. Tại vì tới giờ phút này chúng ta vẫn không biết được những người bị những người đã tấn công ở đâu rồi. Tại vì Cộng sản, theo cái quan điểm chủ quan của tôi, họ chưa bắt được ai hết. Chính vì vậy họ không biết động cơ. Bây giờ họ chụp mũ cho là nghe những người xấu. Tại sao họ đi nghe những người xấu? Cái chế độ xấu, người ta bất mãn, người ta mới nghe theo những người khác. Còn cái chế độ tốt thì đâu có ai mà đi làm chuyện đó. Đúng chưa? Do đó là tới giờ phút này chúng ta chưa biết cái cuộc tấn công đó thật sự động cơ của những người tấn công là cái gì. Cho nên bây giờ mình không có đưa ra cái một cái võ đoán được. Có điều là tôi thì tôi dựa trên những biến cố xảy ra thì tôi nói rằng là trên cao nguyên Trung Phần thì nó chỉ có hai cái lý do. Một là đất đai, hai là tôn giáo. Hai điều này là hai điều mà khiến cho người dân ở trên xứ ở khu vực đó họ bất mãn nha. Bài hát Hotel California cuối câu đã nến đạo đến California thì khó bước chân đi, nhưng dưới thời Biden thì bỏ chạy hết. Trên 1 triệu người, không phải dưới thời của Biden mà là dưới thời của Gavin Newsom, thống đốc California. Do đó thì dưới thời của thống đốc California là Gavin Newsom, trên 1 triệu người đã rời khỏi California. Sở dĩ California được nhiều người tới và họ chọn California là cái nơi hưu trí. Thứ nhất, đầu tiên hết là bởi vì cái thời tiết của nó và cái khí hậu nó đẹp. Và thứ hai là nó giáp với bờ biển phía Tây. Và nó có nhiều cái cơ hội hơn. Và thứ ba, ngày xưa người dân California họ sống rất là thoải mái, cởi mở. Nhưng họ không có cực đoan và cấp tiến. Còn bây giờ California nó sau 30 năm, sau 30 năm thì nó đã bị cái hệ thống giáo dục của California nó làm cho hư hết những cái thế hệ kế tiếp. Do đó bây giờ người ta chán California là như vậy. Người ta chán California, người ta bỏ đi là như vậy. Nếu mà quý vị có thì dịp ở lại California ở cái thập niên 80 đầu 90 đó thì quý vị sẽ thấy một cái văn hóa hoàn toàn khác biệt. Cho tới giờ phút này tôi tin rằng nhiều người Mỹ, kể cả người Mỹ bản xứ hay là người Mỹ mà di dân từ những xứ khác tới đây, trong đó có tôi, thì quý vị, chúng tôi đều thích cái giai đoạn của 70-80. Tại vì cái giai đoạn đó, mặc dù rằng là kinh tế của Mỹ nó không có được như bây giờ. Lúc đó thì mọi thứ nó được xem là, nó cứ như là một cái tôi gọi là American Dream đó. Làm chủ một căn nhà không phải dễ. Người ta gọi là American Dream đó. Thì quý vị, nhưng mà thời điểm đó cái văn hóa tương trợ và cái văn hóa làm việc chung với nhau đó nó rất là rõ nét. Còn bây giờ quý vị, sau 30 mấy năm đó thì cái hệ thống đại học của California và kể cả hệ thống giáo dục của California nó chuyển hướng sang cấp tiến và nó giảng dạy những cái thuyết về xã hội khiến cho con người trở nên cực đoan hơn, và nó đã đẩy California vào cái tình trạng là nó không còn là vùng đất hứa của nhiều người nữa. Đó là cái lý do tại sao mà nhiều người bỏ California đi. Thì quý vị, thật sự lúc đó quý vị nhiều bản nhạc ca ngợi về California lắm. Không riêng gì bản Hotel California đâu nha. Rồi. Wow. Lướt qua một chút xíu nữa. Lướt qua một những cái quý vị vào khá nhiều ha. Rồi. Cái gì đây, con áp dụng critical thinking vào cuộc sống, cải thiện và tư duy của con rất nhiều, nhưng con lại ít đưa ra ý kiến nhiều hơn về suy nghĩ vấn đề của nó như vậy, nhưng không phải là vậy mà sợ sai. Thật sự nếu con ngồi xuống con phân tích bất kỳ một cái biến cố nào hay một cái sự kiện nào xảy ra xung quanh con ngồi con phân tích nhiều góc cạnh khác nhau thì con sẽ ít bị sai hơn. Và cái này là do kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người và do cái cá tánh của mỗi người. Có những người cẩn thận chi tiết, có những người thì muốn mọi việc nhanh chóng cho nên họ lướt qua những cái chi tiết, thì lúc đó nhiều khi mắc phải những cái sai lầm. Thì tùy theo con ngồi con phân tích và con có cái khả năng phân tích hay không nha. Rồi tiếp tục. Có khi nào Mỹ sẽ đối với Ukraine như Việt Nam Cộng Hòa không anh? Chưa biết được, bởi vì hiện nay thì chúng ta có nhu cầu chấm dứt cuộc chiến này.
Nhưng mà chấm dứt nó bằng cách nào thì không ai biết. Dưới thời của Joe Biden, dưới thời của những tổng thống bảo thủ, thì họ chấm dứt một cách dứt khoát lắm. Giống như cái trường hợp của Liên bang Nam Tư. Lúc đó mặc dù là Bill Clinton làm tổng thống, nhưng mà nó có cái sự dứt khoát thời điểm đó. Hoặc là cái... Còn nếu mà dưới thời của ông Biden này đó, thì tôi không biết. Tại vì bản thân của Biden là một kẻ phản chiến. Còn Bill Clinton đó, là ủng hộ cho phong trào phản chiến. Cho nên Bill Clinton còn giữ được một cái gì đó, một cái sự cứng rắn. Còn Biden là một kẻ phản chiến. Do đó tôi không biết được là dưới chính quyền của Joe Biden thì khi nào cuộc chiến là chấm dứt. Tại vì Joe Biden là kẻ đã từng cắt bỏ cuộc chiến Việt Nam. Năm ông ta đắc cử là ông ta là 29 tuổi. Lúc đó ông ta là thượng nghị sĩ trẻ nhất của nước Mỹ. Và cái điều đầu tiên ông ta làm là gì? Ông ta đệ trình dự luật cắt bỏ ngân sách cho miền Nam Việt Nam. Chính Joe Biden làm chuyện này. Cho nên tôi không biết được dưới thời của Joe Biden sẽ làm cái gì nha. Rồi tiếp tục. Ok, có một mình Tuấn Khỉ, công an huy động 500 quan suốt 14 ngày cùng xe thiết giáp mà biết chỗ ở trước rồi mới bắt được. Vậy mà ở vụ Đắk Lắk chỉ mấy bữa bắt được hết, công an hay thấy sợ. Thì quý vị, tôi đã nói với quý vị là quý vị tin cũng được, không tin cũng được. Tuấn Khỉ là hành động cá nhân và hành động theo cái bản tính. Do đó, cái việc mà tốn tới 14 ngày bắt Tuấn Khỉ là chúng ta đã biết khả năng của họ rồi. Còn cái chuyện này là nguyên một cái cuộc tấn công có tổ chức mà họ nói trong vòng mấy ngày họ bắt được hết. Thì quý vị tin tùy quý vị, tôi đã phân tích trong cái chương trình của tôi trong đặc biệt ngày hôm qua rồi. Do đó quý vị phải, tôi đã nói quý vị là đọc báo là một lẽ. Đọc báo là một lẽ, nhưng chúng ta có đầu óc phân tích cái tin tức trên báo chí hay không, đó là một chuyện khác. Bởi vậy tại sao cái chương trình tôi lúc nào cũng đòi hỏi quý vị là so sánh, đối chiếu và phân tích là như vậy. Câu đầu tiên trong cái mỗi chương trình của tôi đều nhấn mạnh câu này. Là tôi muốn quý vị mỗi khi nghe tin, đọc tin là quý vị phải đối chiếu phân tích lại. Để quý vị có thể tìm được đến sự thật. Thì quý vị, đó là cái cách mà tôi đã làm trong mấy năm nay nha. Nếu ông Trọng về hưu rồi cái lò cũng tắt luôn phải không anh ông? Tôi không biết cái lò tắt luôn hay không. Mà tôi không biết rằng là ông ta sau khi về hưu xong thì cái đảng đó có vô thùng rác luôn hay không, tôi cũng không biết. Tại vì bây giờ bế tắc rồi. Bây giờ tiếp tục duy trì cái quyền cai trị của đảng đó là sẽ xuống hố cả lũ. Tức là không còn cửa thoát nữa. Do đó tôi cũng không biết là ông ta có phải là tổng bí thư cuối cùng của Cộng sản Việt Nam hay không. Tại vì bây giờ bế tắc toàn diện rồi. Không còn cửa thoát nữa rồi. Nha. Nếu Trung Quốc mà sụp đổ, anh nghĩ Cộng sản Việt Nam sẽ ngã về quốc gia nào? Nga. Họ vẫn còn chỗ dựa là Nga. Xưa nay, về mặt chính trị, nếu Trung Quốc ép tới thì họ dựa qua Nga. Rồi nếu mà Trung Quốc ép tới mặt kinh tế thì họ dựa qua Hoa Kỳ. Tức là họ đi dây ở giữa. Nhưng bây giờ cục thế đẩy tới thì họ phải chọn thôi. Thì cuối cùng họ chọn duy trì quyền lực. Mà duy trì quyền lực có nghĩa là chọn về phía Nga. Nha. Rồi tiếp tục. Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định khởi nghĩa chống người Pháp. Thời điểm đó quý vị, nó là như vậy. Là bởi vì lúc đó là người Pháp họ quản trị 6 tỉnh miền Nam. Thì có những người họ vẫn không đồng ý cái cách cai trị của người Pháp. Họ vẫn theo cái chủ trương là một chế độ quân chủ. Do đó, ông Trương Định đứng trên cái cương vị dân tộc. Thì lúc đó là đúng, ổng đã có một cái tinh thần chống Pháp rất nặng, rất mạnh, là bởi vì lúc đó mình là thuộc địa của Pháp, 6 tỉnh miền Nam là lục địa của Pháp, lục tỉnh miền Nam. Nhưng nếu mà đứng trên một cái góc cạnh khác, thì chúng ta đối chiếu lại, chúng ta thấy là có sự bức hại của người Pháp, nhưng cái cuộc sống kinh tế của lục tỉnh miền Nam nó thoải mái hơn so với những cái khu vực mà nhà Nguyễn quản trị. Thì cái cuộc sống nó có vẻ ngọt thở hơn. Thì quý vị tùy theo chúng ta nói. Nhưng mà đứng trên quan điểm dân tộc. Thì Trương Công Định là một người yêu nước. Ông là một người yêu nước. Và ông muốn dành cái chủ quyền độc lập tự quyết cho dân tộc. Thay vì để cho người Pháp quản trị. Thì quý vị đứng ở trên cái góc nhìn lịch sử. Có nhiều cái khác nhau. Có nhiều cái góc nhìn khác nhau. Do đó tôi nói quý vị. Lịch sử luôn lặp lại. Và luôn được đánh giá trở lại.
để chúng ta có thể có một cái nhìn công bằng hơn nha. Rồi tiếp tục. Đạo luật trừng phạt công an cộng sản Việt Nam sao Đoạn Phong. Tôi ngày hôm qua lúc mà trong phỏng vấn bà Michelle Steele, thì trước đó tôi có arrangement với bà, tức là tôi có hẹn trước với bà đó, thì tôi nói là 30 phút, thì trong đó là 40 phút, thì trong đó tôi tính là dành ra mười mấy phút để nói về tình hình Việt Nam, cho bà thấy một cái bức tranh khác. Nhưng mà cuối cùng thì cái giờ nó không có nữa, có 30 phút, thì trong vòng 10 phút nói chuyện với bà, trước khi mà có cuộc phỏng vấn đó, thì tôi đã đưa cho bà một cái bức tranh khác. Thứ nhất là cái hệ thống của tòa đại sứ và lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Việt Nam, từ thời Pete Peterson mà ông tạo ra cái system đó, rồi những đời đại sứ sau, họ không có thay đổi cái system đó, nó thỏa hiệp với công an. Do đó có những cái tin mà bên Quốc hội lấy từ phía của Bộ Ngoại giao là chưa chính xác toàn diện. Và tôi có nhắc nhở với bà về cái chuyện của công an Việt Nam. Và thứ hai là Việt Nam đã bị kết luận là một quốc gia thao túng tiền tệ và bán phá giá, cũng như Việt Nam hiện nay đang bị xem là một transnation, tức là một cái quốc gia chuyển tiếp. Có nghĩa là hàng của Trung Quốc đội lốt Make in Việt Nam xuất cảng ra thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Thì tôi có nhắc nhở với bà trên Quốc hội là bà làm việc. Thì đây là những cái mà chúng tôi làm. Thì trong đó thì chúng tôi có nhắc đến công an. Tuy nhiên, đợt tới, tại vì đợt này bà về là Orange County đó, chỉ có thời gian rất ngắn và cái lịch rất là đầy. Lần tới thì tôi sẽ nói chuyện với bà nhiều hơn để cho bà thấy một cái bức tranh rõ nét hơn về cái cách của công an Cộng sản Việt Nam và cái sự thỏa hiệp của Bộ Ngoại giao, tức là Tòa Đại sứ và Lãnh sự quán như thế nào. Ví dụ như tôi có nói với bạn ngày hôm qua, lúc trước cái thời của Peterson á, một công dân Mỹ mà lỡ có một cái gì đó vi phạm luật của Việt Nam đó, thì á, là họ ký là 4 tháng không truy tố, họ bắt giam. Nhưng mà sau này tới thời Ted Osius á, nó ký lên tới 1 năm luôn. Tức là công dân Mỹ bị tống giam 1 năm không cần truy tố. Thì quý vị, đó là những cái mà tôi nói với quý vị là nó là những cái điều mà chúng ta cần phải nói rõ lại, và Quốc hội cần phải có áp lực với Bộ Ngoại giao là như vậy nha. Rồi cảm ơn Phạm Minh Tuấn đóng góp 129.000 đồng tiền Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi tiếp tục. Lướt qua một cái những cái đọc rồi nha. Wow, các bạn vào khá nhiều á, tôi phải rà lại khúc lên nữa chứ không thôi là mất hết tất cả những cái comment của quý vị. Nguyễn Huệ xin sắc phong là Nam Việt nhưng Càn Long nhà Thanh đổi lại thành Việt Nam không? Nốt. Ông Đức Quang Trung Đại Đế, tức là Nguyễn Huệ, ông cầu hôn con gái em gái của Càn Long, mặc dù Càn Long đó lớn tuổi rồi nhưng mà em gái thì rất là trẻ. Mục đích của Nguyễn Huệ là lấy hai cái của hồi môn là Quảng Đông và Quảng Tây. Nhưng mà lúc đó đang diễn ra thì bất ngờ Nguyễn Huệ qua đời. Do đó Nguyễn Huệ không phải là người đặt tên là Nam Việt. Người đặt tên là Nam Việt đó chính là vua Gia Long hiện nay, vua Gia Long. Tại vì sau khi mà Gia Long Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long đó, thì ông vẫn muốn lấy lại hai đất Quảng Đông và Quảng Tây. Do đó ông muốn tạo một cái cơ sở pháp lý sau này. Vì vậy mà ông đặt tên nước là Nam Việt để trùng với Quảng Đông, Quảng Tây. Lúc đó trong thời nhà Thanh, Quảng Đông, Quảng Tây gọi là Đông Việt và Tây Việt. Do đó ông đặt là Nam Việt để mình có thể có đây. Mà cái tên Nam Việt này là có từ cái thời của sau Triệu Đào rồi. Thì quý vị, là để có cơ sở sau này. Tuy nhiên Càn Long lúc đó biết được cái thâm ý của Gia Long, cho nên ông ta khi mà phê bút sắc phong đó, ông ta đổi ngược lại Nam Việt thành Việt Nam. Do đó cái tên Việt Nam là bắt nguồn từ đây. Ok, thì cái này là để cho quý vị hiểu rõ là bởi vì mỗi một người, mỗi một vị hoàng đế hay một vị vua đều có một cái công trạng riêng của họ. Và chúng ta phải ghi nhận công trạng đó một cách rõ nét. Không phải vì cái lý do ABCD rồi chúng ta sẽ có những cái nhìn gọi là tương đối lệch lạc là như vậy. Cái tên đó là do chính cái người đặt là Gia Long. Ok, tại sao gọi là Đông Việt và Tây Việt? Bởi vì dưới cái dòng sông Dương Tử trở về phía Nam đó, quý vị, đó là tài sản và lãnh thổ của dân tộc Bách Việt, chứ không phải dân tộc Hán. Dân tộc Bách Việt, và trong Bách Việt đó có người Quảng Châu, có người Việt chúng ta,
nó gọi là Bách Việt, tức là trăm giống dân Việt, thì chúng ta là Lạc Việt. Ok, chúng ta là Lạc Việt, sau này chúng ta có sáp nhập một số của Mân Việt vào. Thì quý vị, đó là do là gọi là giống Bách Việt là như vậy. Do đó, tại sao mà cái đất Quảng Đông, Quảng Tây gọi là Đông Việt và Tây Việt là như vậy. Và quý vị thấy cái âm hưởng của cái tiếng Quảng Đông và tiếng Việt của chúng ta nó na ná như nhau. Đó là cái nguồn gốc của chúng ta. Còn dân tộc Hán họ ở bên kia dòng sông Dương Tử, mà các nhà sử ngày xưa gọi là giống Hoa Bắc. Người ta gọi là giống Hoa Bắc đó. Thì quý vị, đó là dân tộc Hán. Chứ không phải là dân tộc Hán là thống trị cả. Bây giờ thì họ thống trị cả nước Trung Quốc rồi. Nhưng ngày xưa không có. Nha. Rồi tiếp tục. Đảng Cộng Hòa sẵn sàng thỏa hiệp với đám Dân Chủ, không anh Phong thấy lo cho Tổng thống Thăm? No. Cái vấn đề chỗ này, hai đảng phải làm việc chung với nhau để mà cái guồng máy quốc gia không bị trở ngại. Có điều là Đảng Cộng Hòa kỳ này họ cứng rắn ở chỗ là cái nào mà là phúc lợi của toàn dân 330 triệu thì họ sẽ sẵn sàng thỏa hiệp với Đảng Dân Chủ. Còn cái nào mà mang tính chất chỉ thỏa mãn cho một thiểu số thì họ sẽ chặn đứng. Thỏa mãn cái lòng tham hay là cái quyền lợi của một thiểu số nào đó, một thiểu số cộng đồng nào đó, thì họ sẽ chặn đứng. Còn cái nào mà đưa ra những cái chính sách mà có phúc lợi cho toàn dân, thì họ vẫn làm việc. Đó kỳ rồi quý vị thấy rõ ràng là cái dự luật mà tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia. Đó là cái chung của cả quốc gia. Thì quý vị phải phân biệt rõ những cái dự luật được đệ trình, nó mang tính chất phúc lợi cho cả quốc gia. Thì Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ phải làm việc chung. Còn cái nào nó mang tính chất là phúc lợi cho một cộng đồng, một thiểu số, thì Đảng Cộng Hòa sẽ chặn lại. Họ sẽ chặn lại. Nha. Rồi tiếp tục. Ngoại trưởng Hoa Kỳ đi diện kiến hoàng đế tập tại quá. Ngày hôm qua bà Michelle Steele cũng lên án về vụ này. Lúc mà tôi nói chuyện với bà nói qua bển làm gì? Bà hỏi tôi. Tôi cũng đang muốn hỏi anh Phong là ông Blinken qua bển làm gì? Thì quý vị thấy rõ ràng là ngay cả bên Đảng Cộng Hòa họ phản đối cái chuyến đi này. Nhưng mà chính quyền của Joe Biden thì bà nói rằng là đi cái kiểu này là làm mất luôn tư thế của Hoa Kỳ. Nó không muốn đối thoại thì tại sao mình phải đối thoại? Đó là ngày hôm qua bà Michelle Steele trong cái cuộc nói chuyện của tôi với bà đó, là bà có chỉ trích chuyện này đó. Nha. Rồi tiếp tục. Ok. Công an nghe đối phương có súng mà ở trong rừng không có thằng nào dám vô hết, mà chỉ vô nhà hàng khách sạn thôi. Cái đó tôi không biết, nhưng mà tôi đã nói với quý vị là đám công an bảo vệ chế độ xưa nay nó dựa vào cái quyền lực hành pháp của chế độ để nó bức hại người dân. Ngược lại cái chế độ thì lợi dụng cái bản chất côn đồ tham lam của đám công an để bảo vệ cho chế độ. Giờ này xảy ra chết người thì đám công an nhột rồi. Đám công an cấp dưới nhột rồi. Cho nên nếu mà nó còn xảy thêm một vài vụ nữa trong vài ngày tới hay là trong một vài tuần tới đó, thì quý vị chúng ta sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu nha. Rồi tiếp tục. Hoa Kiều ở Đông Nam Á hầu hết là người Phúc Kiến và người Tiều đúng không? Hầu hết là như vậy. Đa số chỉ riêng có Việt Nam với Mã Lai là người Quảng có tới nhiều. Còn ngược lại ở Campuchia, ở Việt Nam, ở Singapore, ở Nam Dương tức là Indonesia đó hầu hết là người Phúc Kiến. Người Phúc Kiến và người Triều Châu. Tại người Triều Châu họ trú đóng ở trên cái đảo Hải Nam. Còn người Phúc Kiến thì nằm đối diện với Đài Loan. Thì đa số là những người đến từ Phúc Kiến, rồi có một phần là người Hè nữa. Thì người Hoa mà sống ở Đông Nam Á đa số là người Tiều và người Phúc Kiến nha. Rồi tiếp tục. Những người di cư bất hợp pháp có cơ nào được nhập tịch hay không, hay phải sống chui suốt đời? Thật sự mỗi một năm các đời tổng thống trước đó quý vị, mỗi một năm thì họ có cái gọi cái chương trình gọi là lottery. Tức là họ sẽ cho ân xá một số di dân bất hợp pháp và cho phép có cái lộ trình có thẻ xanh rồi vào quốc tịch. Thì nhiều năm trước, từ nhiều năm trước có cái chương trình này. Nhưng bây giờ thưa quý vị, là cái chương trình này đó gần như là nó bị Đảng Dân Chủ đẩy tới là nó muốn hợp pháp hóa luôn. Nó muốn cho những người này được hợp pháp hóa luôn. Thì những người Mỹ phản đối và những người mà họ đòi hỏi sự công bằng họ phản đối. Là bởi vì xông qua biên giới chạy vào nước Mỹ ở, trong khi người ta chờ bảo lãnh gia đình mười mấy năm.
nó không có cái sự công bằng này, cho nên nhiều người Mỹ phản đối. Do đó thì cái người di dân tùy theo mỗi đời tổng thống, như bên bên Cộng hòa lên thì họ cứng lắm, họ chỉ dành ưu tiên cho những di dân hợp pháp, tức là tới nước Mỹ một cách hợp pháp thôi. Họ không muốn phá luật của họ xông qua bên biên giới một cách vô tội vạ. Ngược lại cái đám dân chủ thì nó bất chấp những chuyện này, nó cứ nhân danh là đây là giá trị của người Mỹ, rồi nó cứ nhân danh là nước Mỹ là nước di dân để mà nó tìm cách can thiệp cho những di dân bất hợp pháp này được ở Mỹ. Nhưng mà giá trị của người Mỹ không phải như vậy. Và thứ hai, đúng, nước Mỹ là nước di dân, nhưng di dân hợp pháp chứ không phải bất hợp pháp. Do đó quý vị, đám dân chủ nó vẫn lợi dụng chuyện này nha. Rồi, ông Trump có thể bị xử tội không anh Phong? Câu trả lời của tôi bây giờ chưa biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu như họ kết tội ông Trump thì coi như cái chiến thắng của ông sẽ vĩ đại. Và nhiều người mà theo dõi cái kỹ thuật tranh cử á, thì họ lại mong ông Trump bị kết án. Tại vì họ biết được một khi mà họ kết án ông Trump đó thì nó sẽ thay đổi cả thế giới luôn, chứ không riêng gì nước Mỹ, cả nước Mỹ sẽ nổi giận. Do đó thì đối với những người mà chạy theo cái kỹ thuật về tranh cử đó thì họ rất mong điều này xảy ra, tại vì họ biết chắc chắn chỉ cần ông Trump bước chân vào nhà tù một cái thôi là cả nước Mỹ này sẽ đứng về phía ông Trump. Sẽ đứng về phía ông Trump. Do đó về những đối với những người mà vận động và kỹ thuật tranh cử họ muốn điều này. Nhưng mà những người yêu mến cựu tổng thống Trump đó họ không care là ổng có là tổng thống hay không thì họ không muốn điều này xảy ra, tại vì họ biết ổng vô tội. Tức là họ biết ổng vô tội. Họ không muốn điều này xảy ra, họ không muốn ổng bước chân một phút một giây nào trong nhà tù cả. Thì quý vị, do đó cái câu chuyện của ông Trump bây giờ, mà bây giờ thì ổng đang đối diện với một số những cái truy tố và còn một số cái nữa sắp sửa tới. Tất cả đều xét qua tháng giêng hết quý vị. Tất cả những phiên xử về các cái tội danh của ông Trump đều đặt vào tháng giêng năm tới hết. Có nghĩa là cái mùa tranh cử sơ bộ tại Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy mục đích của họ rất rõ ràng. Nha. Rồi à. Wow, lướt qua một cái. Nếu Hoa Kỳ xóa bỏ Trung Quốc là nước đang phát triển, chắc chắn 2 năm sau nó nổi lại như là liên quan thuế. No, Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi rồi. Nhưng mà cái này quý vị là do cái nước đó có đồng ý thay đổi cái thân phận của họ hay không? Họ muốn thay đổi hay không thôi. Chứ Hoa Kỳ không có tư cách gì để xóa bỏ hết. Hoa Kỳ cũng chỉ là một thành viên của WTO thôi, tức là tổ chức mậu dịch thế giới thôi. Hoa Kỳ có thể kêu gọi vận động các quốc gia khác áp lực Trung Quốc, nhưng quyền quyết định nằm ở Trung Quốc. Họ có quyết định từ bỏ cái thân phận là một quốc gia đang phát triển không? Để bước qua cái giai đoạn gọi là bước quốc gia đã phát triển không? Những quốc gia đã từng bỏ cái thân phận này, trong đó có Nam Hàn, có Malaysia, có Đài Loan, thì họ đã từng là một cái nền kinh tế mạnh và họ không muốn đi ăn nhờ ở đậu, họ không muốn vay mượn tiền, họ không muốn mà ngược lại họ còn quyên góp ra bên ngoài, họ trở thành những quốc gia đã phát triển. Vấn đề là Cộng sản Trung Quốc vẫn đội cái nón này nha. Ok. Rồi. Nếu Nga cạn kiệt và không còn sức thì làm sao chứa thêm Việt Nam? No, không phải chứa, mà cái vấn đề ở chỗ là họ dựa vào cái tư thế. Họ dựa vào cái tư thế chứ không phải tài sản của nước Nga. Họ dựa vào cái tư thế của nước Nga nhiều hơn. Họ không dựa vào tài sản của nước Nga. Họ dựa vào tư thế của nước Nga nha. Ở Việt Nam đấu đá phe phái nên đừng mong khi không còn Phú Trọng thì sẽ thay đổi thể chế. Thì tôi chưa biết, tôi đã nói quý vị, tất cả mọi việc chưa biết, nhìn từ bề ngoài nhìn vào, nhìn từ bên ngoài nhìn vào thì ai cũng thấy sự bế tắc toàn diện của đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng sản. Họ không còn cửa thoát. Nhưng nhìn từ trong ra thì quý vị vẫn chạy theo những cái ngọn đấu đá của cái đám đảng viên trong nước, rồi cái cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng, để quý vị hy vọng là nhờ ổng già ổng làm như vậy giảm tham nhũng. No, Việt Nam không có giảm tham nhũng mà càng lúc càng tinh vi hơn. Càng lúc càng tinh vi hơn là bởi vì một đảng cai trị quý vị không giảm được tham nhũng. Một đảng cai trị không giảm được tham nhũng.
một cá nhân cai trị còn có thể giảm được. Nếu cá nhân đó nắm quyền lực trong tay, tập trung vào mình và đưa ra những cái chính sách gọi là cứng rắn, nghiêm khắc, giống như cái thời của ông Park Chung-hee. Ổng là một chế độ quân phiệt và quyền lực tập trung vào tay của ổng đó, thì ổng triệt được tham nhũng là bởi vì ổng có tâm. Còn bây giờ cái đảng này nó luân phiên cai trị bởi những đảng viên, do đó nó là một cái hệ thống tham nhũng. Không thể nào mà cái lò đốt của Nguyễn Phú Trọng mà chống được tham nhũng cả. Chẳng qua chỉ là một cái trò thanh trừng lẫn nhau để cướp tài sản của nhau thôi. Do đó nhìn từ ở trong ra, quý vị chỉ chạy theo những cái thanh trừng đó mà quý vị không nhìn cái gốc vấn đề. Việt Nam muốn phát triển tốt phải đi qua một cái thể chế chính trị khác. Muốn phát triển không giới hạn phải đi qua một thể chế chính trị khác. Một đảng cai trị vĩnh viễn không chống được tham nhũng. Nha. Rồi, vụ Tây Nguyên tôi theo dõi mấy ngày qua dựa trên tiêu chí phân tích đối chiếu so sánh, tôi thấy việc này rất mâu thuẫn và phi logic giữa số người thương vong và dân công an và người bị bắt. Thì đó, nếu quý vị ngồi phân tích bằng cái thông tin đó, dựa trên đó, những lời khai, những cái này cái kia, thì quý vị sẽ thấy được rất nhiều những mâu thuẫn. Và tôi nói với quý vị, do đó tại sao mấy ngày nay đó quý vị, báo chí đảng bây giờ nó sợ lắm, nó đẩy cái tin đó xuống trang sau rồi. Có những tờ báo là không cho hiện lên luôn. Tức là bây giờ nó giảm bớt, nó không muốn nhắc tới cái vụ Tây Nguyên nhiều nữa. Nó muốn giảm bớt rồi. Do đó bây giờ quý vị vào trong Tuổi Trẻ, Thanh Niên hay VN Express á, là một là nó đẩy xuống trang sau. Còn hai là nguyên cái trang, quý vị kiếm không ra tin đó. Trừ khi quý vị đánh cái tên quý vị lục thì nó còn sót lại ở trong những cái dấu ở dưới đó, không thấy. Là bây giờ nó đã bắt đầu chuyển hướng rồi đó. Và bây giờ nó moi một số những chuyện khác lên để mà nó đánh lạc hướng dư luận. Ví dụ như cái chuyện của chùa Cự Đà, hay là cái chuyện của những cái chuyện mà lùm xùm đó. Kể cả cái chuyện mà tranh gia tài của gia đình Vũ Linh. Nó muốn rằng những cái chuyện này lên để mà nó che lấp đi cái vụ ở Tây Nguyên. Nhưng mà cuối cùng người dân vẫn tập trung vào cái vụ Tây Nguyên nhiều. Đó là cái mà cái chế độ cai trị bây giờ nó muốn đè cái vụ này xuống đó nha. Rồi, cảm ơn Sơn Nguyễn đóng góp 20 Mỹ Kim, mời anh một tô phở, cảm ơn rất là nhiều. Wow, rồi cảm ơn Sơn Nguyễn nữa, đóng góp là 2 Mỹ Kim, ok. Không biết ông 45 đắc cử dân Việt Nam lợi ích gì, nhưng thấy họ vẫn ủng hộ cho ông ấy, bản thân tôi cũng thấy vậy. Tôi thích ông ta làm tổng thống mà không biết tại sao thích, là bởi vì ông cứng rắn. Và nhất là trong thời gian gần đây, những cái chiến lược và những cái kế hoạch của ông tung ra đều mang tính chất là cứng rắn với khối cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Ông vẫn chỉ trích cái Marxist là chủ nghĩa cộng sản đó. Và ông vẫn chỉ trích cái socialism, tức là xã hội chủ nghĩa đó. Cho nên nhiều người hy vọng là cái thái độ cứng rắn của ông Trump có thể thay đổi được cái cục diện ở Á Châu, và trong đó có Việt Nam. Họ hy vọng như vậy nha. Wow, lướt qua một... Tại sao Jerusalem bị tranh giành vậy chú Phong? Tại vì nơi đó là cái nôi của tôn giáo. Các tôn giáo lớn trên thế giới đều xuất phát từ đây. Từ bên Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo cho tới Chính Thống Giáo đều xuất phát từ đây. Cho nên là cái nơi đây được xem là cái nơi, gọi là tôi nói là một cái nơi đầy nghiệt ngã. Sự tranh giành kéo dài tới ngày hôm nay nha. Sau ngày Trump đến Miami, số tiền ủng hộ tranh cử lên thêm 7 triệu. Đó là 24 tiếng sau khi mà ông bị truy tố thôi. Còn bây giờ lên hơn nhiều. Lúc đó người ta đang gần 7 triệu là chỉ trong 24 tiếng kể từ khi mà ông bị truy tố. Còn bây giờ số tiền tranh cử của ông lên nhiều lắm nha. Rồi, kể cả Malaysia cũng muốn thoát khỏi quốc gia đang phát triển mà Trung Quốc không muốn, bởi vì họ trục lợi. Nếu họ là quốc gia đang phát triển thì họ sẽ được ưu đãi một phần nào trong tất cả những cái chính sách của họ, từ bảo hộ các cái công ty quốc doanh cho tới việc tăng thuế những công ty bên ngoài, cho tới việc mà vi phạm môi trường, họ đều được dễ dãi. Do đó họ vẫn đội cái nón này là như vậy nha. Bao nhiêu người giữ tài liệu mà không bị, mà ông 45 bị, không có tổ chức chính phủ nào can thiệp bên đảng Dân Chủ làm vậy hay không? Có chứ, nhưng mà từ từ. Tại vì cuối cùng quý vị, cuối cùng thì tôi nói thẳng với quý vị luôn, cái nơi quyết định sau cùng là tối cao pháp viện. Tại vì bây giờ họ có kiện ông Trump đi, rồi
Bây giờ nếu ông Trump vô tội thì họ lại kiện lần nữa lên tòa kháng án. Hay ngược lại, ông Trump mà thua thì ông cũng sẽ kiện lên tòa kháng án. Rồi tòa kháng án đưa ra quyết định vẫn chưa chịu thì cuối cùng lên tối cao pháp viện. Đó là nơi phán quyết cuối cùng. Thì tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần, hành pháp, lập pháp, tư pháp là ba cái ngành mà hành pháp. Tuy nhiên thì cái cơ quan cái nơi mà quyền lực tối cao nhất vẫn là tối cao pháp viện chứ không phải hành pháp. Tại vì tối cao pháp viện là nơi xét xử sau cùng. Tổng thống mà có kiện tụng thì cũng phải đi tới tối cao pháp viện. Quốc hội cũng chả xử được. Do đó thì bây giờ chúng ta phải xem vào cái tình hình này. Thì vấn đề là bây giờ mọi việc nó còn đang dang dở, chưa có cái nào kết thúc hết. Do đó chúng ta không thể đưa ra kết luận là ông Trump bị hay không bị. Đây là cái trò mình gọi là cái trò đánh phá mà, nhất là trong cái mùa tranh cử nữa. Thì nó là như vậy. Nè, cái chính trị nó trong sạch hay không là do những cái sự đánh phá này đó. Mặc dù đứng ở ngoài quý vị thấy là đảng Dân Chủ đánh phá rất gắt gao bằng mọi cách, nhưng mà đứng ở cái góc khác thì sự đánh phá này nó làm cho người dân có thêm nhiều thông tin. Và lúc đó cái chính phủ và cái guồng máy điều hành quốc gia nó càng lúc nó sẽ càng được trong sạch hơn, bởi vì có thêm những cái giám sát mới. Đại khái như vậy nha. Quyền lợi Hoa Kỳ là trên hết, khi bị ảnh hưởng Hoa Kỳ mới can thiệp, cũng là một quốc gia thôi. Đáng đúng, nhưng mà khổ cái quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở khắp thế giới. Quyền lợi của Hoa Kỳ nằm ở khắp thế giới, nên chỗ nào xảy ra chuyện Hoa Kỳ đều phải can thiệp là như vậy. Có nơi nào trên thế giới mà không có quyền lợi của Hoa Kỳ đâu. Từ Á Châu qua Âu Châu qua Trung Đông qua Phi Châu, có chỗ nào mà không có ảnh hưởng quyền lợi của Hoa Kỳ đâu. Do đó nếu mà nói rằng nơi nào mà ảnh hưởng quyền lợi của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới can thiệp, thì tôi nói với quý vị đó, ảnh hưởng của Hoa Kỳ là trùm cả thế giới. Cho nên chỗ nào xảy ra chuyện là Hoa Kỳ đều phải can thiệp. Không can thiệp bằng ngôn ngữ, bằng hành thì cũng bằng hành động. Tại vì quyền lợi của Hoa Kỳ trói chặt với quyền lợi của cộng đồng quốc tế nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đã đọc rồi nha. Ok. Vụ bạo loạn ngày 6 Tây tháng 1, đằng sau vụ đó là đảng Dân Chủ không? Thực tế là bàn tay của bà Pelosi. Thứ nhất, em dùng sai chữ. Tôi không dùng chữ đó là chữ bạo loạn. Em đã bị ảnh hưởng ngôn ngữ của đám Dân Chủ. Nó cố tình dùng cái chữ bạo loạn nổi dậy để nó gán ghép cho ông Trump. Tại vì trong cái tu chính án số 14, trong đó sẽ nghiêm cấm tất cả những thành phần nổi loạn liên can tới cái biến cố của cuộc nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc. Nó dùng chữ nổi loạn là nó cố tình nó trói, hoặc là chữ bạo loạn để nó trói ông Trump vào trong cái này, cái tu chính án số 14. Nhưng mà không được, là bởi vì trong đó nó nói rất rõ ràng là liên quan tới cái cuộc nổi dậy của người miền Nam, tức là cái cuộc nổi dậy của cuộc nội chiến, thì sẽ không có tư cách tranh cử bất kỳ một chức vụ gì hay giữ bất kỳ một chức vụ gì trong guồng máy của chính phủ và quốc hội, kể cả tối cao pháp viện, nếu người đó có liên can trực tiếp tới cái cuộc chính biến của hơn 100 năm trước đây. Bây giờ nó cố tình nó sử dụng cái chữ bạo loạn hay cái chữ nổi dậy là để nó cố tình nó gán ghép cái tội danh này cho ông Trump để loại trừ cái tư cách tranh cử của ông. Tại vì chỉ có duy nhất điều này nó mới loại trừ được thôi. Do đó bây giờ nó đang tìm cách gượng ép để nó thúc đẩy, và nó đem cái tội gọi là giữ tài liệu mật là tội gián điệp. Rồi sau đó nó sẽ gán ghép vô cái biến cố ngày 6 Tây, tôi gọi là biến cố ngày 6 Tây tháng 1 thôi, để nó quy trách nhiệm ổng là cái tội nổi dậy, lưu trữ tài liệu mật để nổi dậy, thì để mà nó gán ghép và nó loại trừ cái tư cách tranh cử của ổng. Đó là cái mục tiêu của đảng Dân Chủ. Tại vì hiến pháp Hoa Kỳ rất rõ ràng là không ai cản trở được quyền tranh cử của mình. Có thể có một số tiểu bang họ gay gắt, họ nghiêm cấm những người mà bị tù là không có quyền đi bầu. Nhưng quý vị, có thể họ tước đi cái quyền đi bầu, nhưng họ không tước được cái quyền tranh cử. Hai cái khác nhau. Do đó, bây giờ nó đang tìm cách làm sao mà đem tất cả các vụ này nó nối thành một cái lý do nào đó để phù hợp với cái tu chính án số 14.
Thì quý vị, đó là cái cách đảng Dân Chủ làm nha. Thái Lan tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ, liệu họ có phát triển kinh tế nhanh không? Cho tới ngày hôm nay, có thể nói rằng Thái Lan là cái nơi xuất cảng nông sản lớn, một trong những quốc gia xuất cảng nông sản lớn nhất tại Hoa Kỳ. Họ đã hợp tác với Hoa Kỳ từ xưa rồi. Có điều là dưới thời của Prayut, tức là cái ông mà thủ tướng mà quân đội bây giờ đó, thì ông nghiêng về phía của Trung Quốc. Nhưng mà thị trường lớn nhất của Thái Lan thì vẫn là Hoa Kỳ. Do đó, kinh tế họ vẫn phát triển tốt hơn Việt Nam rất là nhiều. Có điều là Thái Lan đi theo một cái xã hội, tôi gọi là họ bị phân vân giữa một chế độ hoàng gia. Mặc dù là hoàng gia bây giờ không có trực tiếp điều hành guồng máy, nhưng cái quyền lực của hoàng gia vẫn còn lớn. Nó không giống như Nhật Bản hay là Anh Quốc, tại vì họ đi theo cái nền quân chủ lập hiến giống như Anh Quốc và của Nhật Bản, nhưng mà họ lại tăng quyền cho hoàng gia nhiều. Chính điều này nó làm cho Thái Lan nó bị trở ngại một số cái phát triển. Thứ nhất, thứ hai là bên Thái Lan do cái vấn đề tôn giáo chi phối cho nên bất ổn xã hội cũng tương đối nhiều. Vì vậy mà Thái Lan cái phát triển của họ bị giới hạn là do cái vấn đề này, chứ không có cái gì cản trở họ hết, tại vì họ vẫn có một xã hội dân chủ. Đó, vừa rồi bầu cử là đảng đối lập nắm quyền rồi, ông Prayut chuẩn bị là rời khỏi quyền lực rồi. Thì quý vị thấy đó nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua. Em tin vụ Đắk Lắk ít nhất 10 tên công an bị chết vì tấn công một lúc hai đồn công an thì không thể nào chỉ có 6 người. Tôi chưa biết, tại vì trên nguyên tắc là nó nói là tấn công vào trụ sở của quỹ ban. Thì tôi không biết trong trụ sở đó có bao nhiêu người. Có điều là tôi nghĩ rằng là cái vụ này chúng ta phải chờ thêm vài ngày nữa. Ít nhất có một vài người nào đó ở trong cái nhóm tấn công đó, họ thoát ra được mà họ đi đến một cái, họ an toàn tới một cái chỗ mà không bị dẫn độ nữa, thì lúc đó họ sẽ nói. Bây giờ có thể họ còn đang lảng vảng ở cái khu vực của Campuchia hay là của Lào. Và ngày hôm qua hôm kia quý vị nhớ Hun Sen lên tiếng không? Hun Sen yêu cầu Liên Hiệp Quốc là không chấp nhận cái tư thế tị nạn của những người này, tức là Cộng sản Việt Nam ép Hun Sen là biến những người này thành khủng bố để Liên Hiệp Quốc không thừa nhận cái tinh thần của những người này. Thì quý vị, nhưng mà giống như tôi nói, khi mà họ đào thoát qua một cái quốc gia an toàn tức là không bị cộng sản ép buộc dẫn độ hay có luật dẫn độ đó, thì quý vị, nếu bây giờ họ còn nằm trong khối ASEAN đó, tức là 10 quốc gia của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á, thì có thể họ sẽ bị dẫn độ. Nhưng nếu họ đào thoát ra khỏi những cái khu vực này, thì lúc đó có thể họ sẽ nói ra lý do tại sao họ tấn công. Họ sẽ bạch hóa tất cả mọi thứ. Lúc đó quý vị, đám công an bây giờ không có vụ tấn công đi thì đám công an cũng vỡ hàng. Tức là họ đứng ra họ nhận. Lý do họ nói và họ nói như vậy. Thì quý vị, lúc đó công an sức đó là đội quần luôn. Tuyên bố bắt mấy chục người, bây giờ nguyên một đám họ, những người đó họ thoát ra hết rồi. Còn bây giờ họ còn lảng vảng ở khu vực Á Châu, tức là cái khu vực mà thuộc khối ASEAN đó, thì họ vẫn bị dẫn độ như thường. Nếu những chính phủ ở những quốc gia này bắt được họ, tại vì khối ASEAN nó có những cái hiệp ước đó. Chính vì vậy mà từ hôm xảy ra tới bây giờ chúng ta chưa có dám đưa ra một cái quyết định mà kết luận nào, vì phải đợi sau khi đó rồi chúng ta mới biết được là chuyện gì xảy ra, nhất là những người đó họ đào thoát ra khỏi được những cái khu vực này. Ví dụ như họ chạy tới Trung Á, họ chạy tới khu vực của nước Úc, New Zealand, kể cả Đài Loan luôn. Thì quý vị, khi mà họ thoát ra được rồi đó, thì lúc đó họ sẽ nói ra. Họ sẽ nói ra là tại sao họ làm như vậy, tại sao họ mở cuộc tấn công như vậy. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng họ đang trên cái lộ trình đó thôi. Vì an toàn cho nên họ không lên tiếng. Và họ âm thầm họ tìm cách đào thoát ra thôi. Tại vì á, cái nơi ẩn trú an toàn trong giai đoạn nó khác, và cái nơi mà ẩn trú lâu dài nó khác. Ok. Rồi tiếp tục. Bộ Quốc phòng đảo chính Tổng thống Trump thì có gọi là phản quốc không anh? Z. Tại vì căn cứ trên cái tu chính năm 1887 là bên Bộ Quốc phòng không được, gần như là họ quyết định là không can thiệp vào tất cả những cuộc bầu cử.
và bất kỳ một cuộc đảo chính nào không qua lá phiếu của người dân đều bị coi là tội phản quốc khách. Tại vì xứ Mỹ sử dụng lá phiếu để thay đổi chính phủ. Do đó, nếu như dùng bất kỳ một hành động nào khác thì có thể sẽ bị xem là tội phản quốc, trừ phi là lệnh của Tổng tư lệnh. Mà Tổng tư lệnh đưa ra cái quyết định mà sử dụng quân đội đó thì cũng phải có lý do chính đáng, quân đội mới tuân thủ. Không có lý do chính đáng, quân đội vẫn không tuân thủ. Nha. Công dân Hoa Kỳ khi sinh ra có thể đủ điều kiện ứng cử Tổng thống Mỹ không? Theo quy tắc của Hiến pháp là phải trên 35 tuổi, 14 năm liên tục phải sống ở Hoa Kỳ và không rời khỏi Hoa Kỳ, và phải đẻ trên đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái quy tắc ra tranh cử Tổng thống. Rất đơn giản. Do đó bất kỳ một người nào trên 35 tuổi và sống liên tục ở Hoa Kỳ trong 14 năm trước khi ra tranh cử, và thứ ba là sinh trưởng tại Hoa Kỳ, thì tất cả những người nào có điều kiện này đều có quyền ra tranh cử và tuyên bố ra tranh cử. Nha. Rồi, ông Trump dù sao cũng chỉ có một nhiệm kỳ nữa, người kế vị sẽ là ai đây? Chưa biết được, nhưng mà theo tôi biết bây giờ hầu hết, ngoại trừ Hutchinson, ngoại trừ Chris Christie của New York, của New Jersey, và ông Hutchinson là của Arkansas ra, ngoại trừ hai nhân vật này ra là họ đi khác. Còn tất cả những ứng cử viên bây giờ đều đi theo khuynh hướng của ông Trump. Cho dù là họ có thể là họ có bất đồng bên trong một số điểm nào đó, nhưng mà đánh giá chung toàn bộ chính sách tổng quát đó thì họ đi theo cái hướng của ông Trump hết. Họ đi theo hướng của ông Trump hết, ngoại trừ ông Hutchinson là cựu thống đốc của Arkansas và ông Chris Christie là cựu thống đốc của New Jersey. Là hai nhân vật này là hai nhân vật gần như là họ không có đi cái hướng của ông Trump. Còn ngược lại từ Nikki Haley cho tới kể cả Mike Pence luôn, rồi Ron DeSantis, rồi Tim Scott, tất cả những nhân vật này họ đều đi theo khuynh hướng của ông Trump hết. Nha. Rồi tiếp tục. Wow. Anh Phong có gửi thư cho Bộ Doanh nghiệp Mỹ kiến nghị với họ về việc phải cẩn thận việc đầu tư vào Việt Nam cho anh Phong. Bộ Doanh nghiệp là gì tôi không hiểu. Ở Mỹ không có Bộ Doanh nghiệp. Ở Mỹ chỉ có Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại và Bộ Mậu dịch. Mậu dịch thì không phải là một cái bộ chính thức. Mậu dịch thì vẫn phải nằm là liên lạc với lại Bộ Thương mại. Nó gọi là Department, State Department, Commerce Department hay là Treasury Department. Còn riêng mậu dịch thì người ta gọi là cái quỹ ban mậu dịch thôi. Tức là Commissioner. Thì tất ở đây ở Mỹ không có Bộ Doanh nghiệp gì cả em. Nó chỉ có Bộ Thương mại thôi. Thì ngày hôm qua tôi có nói chuyện với bà Steele và tôi có nói rằng là Bộ Tài chánh, tức là Treasury Department đó, đã đưa ra cái kết luận là như vậy. Thì nó sẽ có những cái hành động, họ sẽ có, nếu mà bà Steele áp lực từ bên Quốc hội xuống thì lúc đó Bộ Tài chánh sẽ phải làm việc sau khi họ đưa ra kết luận đó là cái trừng phạt như thế nào. Tôi nghĩ rằng là có sự can thiệp của Joe Biden và Bộ Ngoại giao. Có nghĩa là Bộ Tài chánh kết luận thì đưa ra nhưng không hành động, là bởi vì có sự can thiệp của bộ Joe Biden và Bộ Ngoại giao. Họ lấy lý do ABCD, chiến lược của mình này nọ, mình đang cần đồng minh đối tác ở Á Châu, bla 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 bla. Thì các vị, nhưng mà khi mà Quốc hội áp lực xuống, yêu cầu Bộ Tài chánh đã có kết luận thì phải có hành động, thì lúc đó là Joe Biden hay Anthony Blinken cũng chả làm được gì hết. Do đó, ngày hôm qua tôi có nhắc với bà Steele chỗ này nha. Rồi tiếp tục, wow, lướt qua một số những cái ở thành phố Hồ Chí Minh em thấy công an dày đặc, phòng bảo vệ khám xét người ra vào, có phải họ sợ đánh bom không? Tôi nghĩ như vậy, tại vì ngay cả phố đi bộ hôm cách đây một tuần lễ nghe nói rằng là có ai đó tới trú, công an kéo cả đống người tới ở phố đi bộ ở ngay Nguyễn Thái Học đó, thì tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng mà bây giờ thì là tất cả những cái đô thị lớn nó đều huy động cái lực lượng bảo vệ chế độ để trấn áp và đề phòng tất cả những biến cố. Thì đó là cái phản ứng của một cái chế độ yếu kém là như vậy đó. Cái phản ứng của một chế độ yếu kém là nó sử dụng cái đám công an để nó thị uy, trấn áp. Thì đó là cái cách của họ nha. Rồi tiếp tục. Wow.
Đảng Cộng sản là theo chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa cộng sản vậy? Đã nói là chỉ cộng sản rồi, nó là chủ nghĩa ngoại lai làm gì? Dân tộc làm gì có cộng sản? Em nhìn vào trong lịch sử của đất nước Việt Nam suốt mấy ngàn năm nay, có ai đi theo chủ nghĩa cộng sản, có bao giờ có nhắc tới chủ nghĩa cộng sản không? Chủ nghĩa cộng sản là một cái chủ nghĩa ngoại lai, nhưng nó mượn cái văn hóa dân tộc để nó đánh đồng đạo cộng sản là dân tộc. Nó là một cái chủ nghĩa ngoại lai. Thứ nhất, hôm qua tôi có nói chuyện với Trương Quốc Quy đó. Thứ nhất là cái chủ nghĩa đó là chủ nghĩa từ Âu Châu. Thứ hai là ngay cả lúc Đảng Cộng sản lập và đảng là ngay trên lãnh thổ của Trung Quốc chứ đâu phải Việt Nam. Do đó nó là cái thứ chủ nghĩa ngoại lai rồi nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Wow, cảm ơn Như Đinh đóng góp 20 Mỹ Kim. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Ok. Tại sao Nhật Bản, Nam Hàn không khai triển chính sách hợp Trung Quốc giống như Hoa Kỳ? Tới thật các vị, họ có một số những dân sắc dân khác tới định cư. Nhưng mà nói thẳng với các vị, họ không phải là đến đất nước của di dân. Cho nên những quốc gia này họ vẫn có quy tắc và truyền thống của họ. Tại vì Nhật Bản, Nam Hàn họ xuất phát từ một chế độ quân chủ và một giống dân, một sắc tộc. Còn nước Mỹ nó khác. Nước Mỹ lúc lập quốc là dân tứ xứ tới đây. Dân tứ xứ tới đây. Từ ở Trung Mỹ, Nam Mỹ cho tới ở Âu Châu, cho tới từ Phi Châu, cho tới từ Á Châu. Cho nên Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc. Do đó, cái chính sách di dân của họ là như vậy. Hỏi một câu mà tôi thiệt là nó nói dốt mà không biết nghiên cứu lịch sử là như vậy đó nha. Ok, là cố tình là tìm cách gọi là chọc quê mấy cái quốc gia dân chủ. Ok, rồi tiếp tục. Lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Thái Lan theo Trung Cộng rồi anh, họ xài tiền đô đó ra anh, đô đỏ là sao không hiểu. Thật sự bên Thái Lan bây giờ họ đang chuyển hướng, bây giờ cái chính phủ mới đang lập nội các thì để coi coi tình hình của họ như thế nào, nhưng tôi biết là phía đối lập họ sẽ đi nghiêng về phía Tây phương nhiều hơn nha. Wow, theo anh Vua Gia Long là người như thế nào? Tôi đã nói quý vị rồi, mỗi một vị hoàng đế đều có công trạng và đều có những cái khuyết điểm tùy theo góc nhìn. Đối với tôi, Gia Long có công trạng thống nhất đất nước, Gia Long có một cái tầm nhìn và lấy lại cái quyền lợi của dân tộc. Nhưng mà khi mà ổng vì cái vấn đề gọi là giành lại cái quyền cai trị đất nước thì có một số người trách ổng trong việc và đưa người Simla tấn công vào Việt Nam, và thứ hai là lợi dụng phía người Pháp. Nhưng mà quý vị, nếu mà chúng ta chỉ nhìn ở cá nhân của Gia Long thì như vậy, nhưng mà thời điểm đó quý vị biết là cái truyền thống, nếu không có tổ tiên của Gia Long là chúa Nguyễn Hoàng tới khai phá miền Nam thì chưa chắc Giang Sơn của Việt Nam đã được mở rộng như vậy. Do đó cái Gia Long nghĩ rằng công trạng của tổ tiên mình và mình có cái quyền cai trị thì đâu có gì sai, đúng chưa? Nhưng có nhiều người đứng trên cái gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan đó, họ cho rằng đưa Simla vào, đưa người Pháp vào là hành động rước voi về giày Mã Tổ. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy, tại vì ổng vẫn nắm chủ quyền. Ổng vẫn nắm chủ quyền và ổng là người có công thống nhất đất nước. Và cái khai phá miền Nam là tổ tiên của ổng, tức là chúa Nguyễn Hoàng. Bây giờ tự nhiên Giang Sơn của ông cha mình gầy dựng ra bây giờ lọt vào tay người khác. Thì cái thời điểm đó cái suy nghĩ của cái chế độ quân chủ nó là như vậy. Bây giờ đương nhiên chúng ta ở một cái xã hội nó mở rộng hơn. Nó có xã hội dân chủ, nó có xã hội cộng hòa, nó có quân chủ lập hiến, bla 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 bla. Thì cái nhìn chúng ta rộng hơn thì chúng ta có thể chê trách một phần nào. Nhưng trong cái thời điểm của Gia Long là tất cả đều là chế độ quân chủ. Thì đương nhiên là cái suy nghĩ của cái thời điểm đó nó khác. Do đó tôi nói quý vị, tùy theo cái nhìn của mình về lịch sử như thế nào. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.